Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bay Audio Sài Gòn. Hôm nay Bay giới thiệu tới quý vị một cái đôi loa cây với mức giá bình dân của hãng JBL nha quý vị. Và dòng loa này với model là SV500. Dòng này được bán trên thị trường vào năm 2004 nha. Đây. Dòng loa cây SV500 này thì với thiết kế rất là nhỏ gọn quý vị. Quý vị có thể trưng bày ở những cái phòng khách vừa hoặc ở những cái căn hộ chung cư, rất là tiện luôn. Lưới của nó nè quý vị, tem thì nó nằm trên thùng rồi nha, tem JBL được quý vị. Em tháo hết lưới ra rồi quay cái loa cho quý vị. Cách âm cực kỳ hay luôn quý vị, rất là hay luôn, tem nè quý vị. Này, nó có ba loa, một loa bass nè và một bass mid, một loa treble. Và loa bass mid này với đường kính là 14,5 cm nha quý vị, ngăn vải tẩm dầu nè. Đây, dòng loa này là với trong cái phân khúc giá bình dân của JBL nha quý vị. Đôi loa còn rất là đẹp luôn, ngăn vải tẩm dầu mềm mịn nha. Có ngay chỗ hai cái chốt này nó có sức sướng nha quý vị. Còn lại là đẹp đen scan luôn. Và mức giá chỉ có 6.200.000 thôi. Chỉ 6.200.000 quý vị, nghe nhạc rất là hay. Dòng này nghe nhạc thôi, không có karaoke gì được nha quý vị. Cái loa bass của nó, cái màn kiểu như màn màu không phải là trắng đâu, hơi là ngà rủa rủa vàng vàng nha quý vị, hơi ngà ngà vậy, không phải vậy, dạng như là màu sữa ông thọ vậy, kiểu như vậy đó quý vị. Mình cũng không biết nó sẽ chính xác là nó không phải là màu trắng tinh đâu nha. Chiều cao của đôi loa này là 88 cm, chiều sâu 20 và chiều rộng là 17. Bên hoa hồng này quý vị, lỗ bên hơi nó nằm phía sau nha, không có bị bể vỡ vậy nha quý vị. Quý vị nhớ cái thông số nha, cái kích thước mà bi đọc nha quý vị. Cao là 88, rộng 17 và sâu là 20. Kích thước này là rất là nhỏ gọn luôn, chứ không là quý vị không nghe thì nhiều khi quay quý vị nghĩ nó rất là lớn, là không có, nó không phải là quá lớn đâu nha quý vị, là nhỏ gọn nè. Rồi, SV500 trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 93 dB, công suất là 100W trên một loa nha quý vị. Tí này bây tiếp nhạc, đi quay xong mình tiếp nhạc luôn. Và mức giá là 6.200.000 nha quý vị. Quý vị nghe chất âm của nó rất là tuyệt luôn. Bây giờ bị tiếp nhạc luôn, và quý vị nhớ là mây bạn thấy USB độ cứng chất nhạc sẵn nha. USB với dung lượng 128GB, mình bán 800.000. Ổ cứng dung lượng 1000GB, bị bán 2.000.000 đồng. Nhạc lắp đáy chất lượng cao. Ai mà không thích những cái dòng loa cây mà nó to quá thì cái đôi loa này rất là phù hợp. Nó vừa kích thước nó nhỏ nhắn mà cái giá tiền nó cũng bình dân nữa, mà quan trọng ở chất âm. Quý vị nghe rất là ấm luôn quý vị, cực kỳ chi tiết nha. Bây giờ mình thử nhạc luôn. Và số điện thoại của mình là 0907 386 304 nha quý vị. Quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ Bi và để liên tục nhận những cái video mà Bi up lên nha quý vị.
Trời lại đang đông giá, mưa tuyết ta tới. Giọt lệ nào không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang mang thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đắng. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng vương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đắng. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng vương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng vương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cùng gì. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Thank you.